Ok, chào mọi người, mình là Ryan đây. Và như đã hứa với anh em ở trong nhóm ấy, thì video này mình làm để phân tích đa khung tại vàng và lên kế hoạch giao dịch dài hạn cho mọi người trong khoảng thời gian dài tiếp theo. Đó. Thì hồi nãy thì mình đã làm lớp cho mọi người rồi, nhưng mà cái video ấy thì lúc đó ấy là nó bị mất tiếng anh em, cho nên là mình lại làm lại cái video này để nói cho anh em nghe chi tiết lại về cái kế hoạch của chúng ta. Đó. Cũng như là những anh em nào mà chúng ta theo dõi trên kênh YouTube ấy, thì mình sẽ không thể nào mà làm những cái video nói về những cái kèo scalping ở trong ngành đó để cho anh em theo dõi được, thì tốt nhất ấy là mọi người có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng của chúng ta đó. Tham gia vào cái nhóm cộng đồng của chúng ta thì thường ấy thì mình cũng có gửi những cái plan lên cho mọi người ấy. Đấy, thì đây là trước khi mà mình làm lớp ha, trước khi mà làm lớp này đó, thì vàng nó đang ở 57, 53 thì mình đã nói với mọi người rồi, khả năng ấy, cái 32 này, cái 2032 này, thì khả năng cao ấy nó sẽ là thanh khoản đó. Đó. Thì nhìn trên khung thời gian D này, nhìn trên khung thời gian D thì hiện tại là cái nhịp tăng này nó vẫn là một cái nhịp tăng thẳng lên khi mà giá nó tôn trọng cái vùng 1813 đúng không? Thì đây nó đã là một cái mô hình hai đáy rồi. Thì trong những cái video trước mình cũng có nói với mọi người, nếu như đây nó đã xác nhận là một cái mô hình hai đáy thì cái target ấy, cái nhịp tăng này nó sẽ tăng lên tới tận là quanh 2001, 2002 và 2003 đó. Mình sẽ không có biết được là vàng nó có thể là tăng mạnh tới cái cỡ nào đó, cho nên là tốt nhất ấy là trong khoảng thời gian tiếp theo ấy thì tốt nhất là anh em nên trade scalping thôi đó. Chúng ta nên trade scalping thôi thì nó sẽ ok hơn, với cả là việc vàng nó bắt đầu nó mở rộng cái biên độ giao dịch của nó ra. Hiện tại thì chỉ cần một biên ở M15 thôi, một cái TR ở M15 ấy, thì nó đã rơi vào khoảng là 20-30 giá rồi. Đó, vàng nó vừa mới chạy 30 giá vào ngày buổi sáng này, vào buổi sáng, và tới phiên Âu ấy, thì nó lại chạy thêm 30 giá nữa. Đó. Đó. Thì anh em nếu như mà chúng ta chưa từng thấy những cái nhịp nào mà gọi là những cái nhịp quét mạnh như thế này ấy, đó, thì chúng ta sẽ khó có thể mường tượng ra được những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Đó. Thì cái kế hoạch trong sáng buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì mình cũng đã thông báo với mọi người rồi. Mình đã thông báo với mọi người ở trên nhóm plan của chúng ta rồi. Đó. Thì hiện tại là những anh em ở trong nhóm ấy, thì hiện tại là mọi người vẫn đang follow theo cái kế hoạch con Aji này. Follow theo cái kế hoạch của con Aji này, thì hiện tại là Aji ấy, nó đã gần chạm tới cái mốc TP của chúng ta rồi. Đó. Hồi nãy mình làm video thì nó mới có ở trên 97.5 thôi, nhưng mà hiện tại thì nó gần tới cái TP của chúng ta luôn rồi đúng không? Đó. Thì ngoài ra những cái kế hoạch giao dịch của mình ấy, thì chủ yếu là trong khoảng thời gian này nó sẽ là scalping đó. Như mình đã nói thì mình không thể nào mà làm video liên tục để mà thông báo cho mọi người về những cái video scalping được, cho nên là nếu như mà được thì mọi người có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng của chúng ta. Đó, cái nhóm cộng đồng của chúng ta thì trong cái nhóm cộng đồng đó thì mình cũng sẽ gửi plan cho mọi người đó, nhưng mà mang tính chất là chúng ta sẽ tham khảo thôi đó. Rồi thì quay trở về với cái việc phân tích vàng, thì ở trên khung thời gian D này, trên khung thời gian D thì đây nó là một cái nhịp tăng khi mà đáy này nó được bảo vệ đúng không đó. Thì quanh cái đáy 1930 này nó chạm vào một cái order flow, cái demand order flow ở đây này. Đó, đây nó là cái demand tiếp diễn đúng không? Sau khi mà giá nó thủng qua được cái swing 52 ở đây thì đây nó thành demand tiếp diễn tăng này. Thì khi mà giá nó tiếp cận đến cái vùng này nó tăng lên thì đây nó là một cái đáy của cấu trúc con. Đó. Thì cái khung thời gian D này quanh cái khu vực 1931 này thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải xem ấy, là cái đỉnh 2150 này, này nó đã chính thức là nó đã tạo ra một cái đỉnh chưa? Trong trường hợp nếu như mà giá nó vẫn chưa tạo ra đỉnh ở trên khung thời gian D thì mình thấy là vàng nó vẫn sẽ tiếp tục tăng lên đúng không? Nhưng mà còn nếu như mà nó xác nhận đỉnh ở đây thì những cái mốc thanh khoản, những cái mốc đáy của những cái cấu trúc con ấy, thì rất là dễ bị quay trở về và phá đúng không? Thì trên khung thời gian D mình thấy là đây 1932 này. 1932 nó là một cái đáy của cái miner đúng không? Đó. Thì nếu như mà đây nó là một đỉnh đi thì rất là dễ sắp tới là chúng ta lại thấy vàng nó rớt về quanh cái khu vực ở bên dưới này đó, trong dài hạn thôi ha đó. Còn trong khung thời gian 4 giờ hồi nãy là mình đã báo cho anh em trong nhóm rồi đúng không, thì quanh 2030 này này
Đó. Nếu như mà anh em chúng ta sử dụng Fibo để mà chúng ta xét cái nhịp tăng này, xét cái nhịp tăng này ở đây, thì chúng ta có cái nhịp chính thức phá vỡ ở đây đúng không? Thì anh em cứ chỉnh qua cái Fibo, cái Fibo OTE như mình đã thông báo với mọi người. Thì đây chúng ta sẽ có hai cái móc target đúng không? Và nếu như mà giá nó thoát qua khỏi cái móc target số 2 này của chúng ta ấy, thì mình sẽ đánh giá đây nó sẽ là một cái nhịp quét đúng không? Và khả năng cao là đây nó đúng là một nhịp quét rồi. Tại vì trên không thời gian D đây nó là một cái râu rất là dài. Ngoài ra thì nó vượt qua hai ba cái đỉnh cũ ở bên trái này. Đỉnh cao nhất là 2075. Cái này thì mình cũng có thông báo cho anh em ở trong nhóm Telegram rồi. Đó. Cho nên là cái nhịp tăng này đối với anh em trong nhóm của chúng ta thì nó cũng không có gì gọi là quá là ngạc nhiên. Chúng ta chỉ không bắt buy được thôi, tại vì như mình đã nói rồi, ai mà buy ở khung thời gian nhỏ mà có thể giữ lên những cái khu vực cao hơn ở trên này thì phải nói là tinh thần thép ha. Đó. Còn mình thì buổi sáng ngày hôm nay mình thức dậy khá là trễ. Đó, cho nên là cái nhịp tăng lên và quét xuống thì nó đã gần như là kết thúc ở quanh cái khu vực 2076 rồi. Đó. Hiện tại ở trên khung thời gian D này, cái móc demand quanh cái khu vực 2030, thì lý do tại sao mà mình đánh giá nó là một cái móc thanh khoản, tại vì nếu như mà chúng ta sử dụng BD đi đó, chúng ta nói lên tới cái đỉnh này, nếu như mà cái đỉnh này nó được xác nhận ấy, đó, thì có nghĩa là cái demand này nó xuất hiện ở quanh cái khu vực Fibo 50% đúng không? Và mình đã nói rồi, những cái demand ấy, thứ nhất là sẽ là xuất hiện ở Fibo 50% thì nó sẽ không có uy tín. Và thứ hai nữa là cái nhịp tăng lên này này. Đó. Thì nó không có chạm vào một cái demand flip ở bên dưới này đúng không? Mặc dù là bên trái này chúng ta có một cái nhịp BOS rồi. Đó, nhưng mà nếu như mà giá nó không có retest cái vùng mà discount ở bên dưới này ấy. Thì nếu như mà giá nó đi lên thì khả năng cao là chúng ta cũng sẽ có những cái móc đáy là minor ấy, để mà chúng ta sử dụng nó để mà chúng ta làm thanh khoản. Đó, để mà chúng ta đánh counter trend. Thì hiện tại những ai mà chúng ta đánh counter trend theo cái kế hoạch của mình ấy, đó, thì hiện tại là chúng ta cũng ăn được rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ nên đánh về bên dưới quanh cái khu vực này thôi. Tại vì chúng ta cần phải xem là giá nó xử lý cái móc thanh khoản này như thế nào. Khả năng là giá nó chạm vào cái vùng thanh khoản này, đó, nó lại có phản ứng nó tăng lên, đó. Nó lại có phản ứng nó tăng lên. Cho nên là chúng ta sẽ ủng hộ những cái lệnh scalping nhiều hơn ha anh em ha. Đó. Ok. Rồi. Thì nói về những cái điểm mà anh em có thể tham gia chúng ta buy dài, thì thứ nhất tất nhiên là cái vùng swing của cái đáy này đúng không, là cái móc thấp nhất tạo ra cái đỉnh cao nhất mọi thời đại của chúng ta này đó, quanh 1810, thì tất nhiên là đây nó là một cái demand mạnh rồi đó. Tuy nhiên ấy, vẫn sẽ có cái trường hợp ấy là giá nó đi xuống, nó xử lý thanh khoản rồi nó tăng lên, hoặc là nó đi xuống dưới đây nó xử lý cái thanh khoản ở đây đó, rồi nó lại tăng lên đó đó. Cho nên ấy là chúng ta, nếu như mà những anh em nào mà chúng ta buy đi, thì mình sẽ chờ ấy là giá nó có phản ứng ở đây, nó đi xuống những cái demand này của chúng ta này, nó tạo ra một cái vùng sideways, rồi sau đó nó xuất hiện những cái cú tráp ấy đó. Thì lúc này mình sẽ tham gia vào mình đánh, và lúc đó mình cũng sẽ thông báo cho anh em, mình cũng sẽ thông báo cho anh em ở trong nhóm sau. Còn hiện tại đi thì vàng mình thấy là giá nó sẽ đi xuống để mà nó xử lý những cái vùng thanh khoản ở bên trong cái cấu trúc này. Đó. Tại vì hiện tại là sau tất cả những cái nhịp phá vỡ ở đây thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái nhịp MT nào hết đúng không? Chưa có bất kỳ một cái nhịp MT nào cả, thì anh em cứ mặc định ấy, hiểu đơn giản là sẽ có rất là nhiều những người hold buy đúng không? Đó, sẽ có rất là những cái người hold buy ở quanh cái khu vực này. Đó, cho nên là thị trường cần phải có một cái nhịp giảm thiểu để mà tiếp tục đi lên những cái khu vực cao hơn. Nếu như mà thị trường nó vẫn muốn tiếp tục được cái đà tăng này đi đó, thì giá nó cần phải quét xuống để mà đẩy bớt đội buy ra cái đã đó. Tại vì dòng tiền lớn ấy thì khi mà họ di chuyển ấy, họ sẽ không có muốn chúng ta bám theo đúng không? Đó. Ok. Thì đó là về vàng. Đó là về vàng. Rồi tiếp theo là về GU. GU thì hồi nãy mình làm cái video trước ấy, thì giá nó đang nằm ở quanh cái khu vực ở trên này này, thì mình kỳ vọng ấy là giá nó sẽ retest vào cái vùng FVG ở đây, sau đó nó lại giảm xuống. Đối với GU ấy thì anh em ở trong nhóm cũng thấy rồi.
Đó. Đối với GU ấy, thì trong những cái tuần trước ấy, trong một cái tổng kết của chúng ta ấy, thì ít nhất là cũng sẽ có hai ba lệnh nhờ cái GU này đó. Và riêng con GU này thì mình đã thu được khoảng là 30 R ha, trong cái nhịp tăng này. Anh em nào mà chúng ta chưa xem cái cách phân tích ra cái nhịp tăng này đó, thì anh em có thể xem lại những cái video tập số 113, 110 đó. Thì hiện tại là GU nó đã tăng lên, nó lấp hẳn cái vùng FVG ở đây rồi, và nó chạm vào cái vùng TP xa nhất của chúng ta luôn, là cái key xu hướng ở đây, đúng không? Ở đây, cái key xu hướng ở đây. Thì hiện tại mình lại thay đổi cái xu hướng mình đánh, đó là tại vì cái nhịp giảm này nó xuất hiện ở trên khung thời gian tháng này, và cái nhịp phá đáy này nó cũng xuất hiện ở trên khung thời gian tháng đó. Cho nên là hiện tại đi, mình sẽ đánh sell đối với GU, và mình kỳ vọng là cái supply ở đây, cái supply 1.31265 này nó sẽ được bảo vệ hơn, và GU ấy nó sẽ giảm xuống những cái khu vực thấp hơn, thậm chí là thủng qua cả đáy cái mức thấp nhất ở đây của chúng ta này. Đó, nó đi xuống tới tận đây luôn ha. Nhưng mà trước mắt là anh em cứ tham gia giao dịch ở trong khung thời gian D đi. Cái vùng này thì tất nhiên là mình cũng không bắt được rồi. Cho nên là đầu tiên ấy, là anh em cứ chờ cho giá nó thủng qua được cái vùng key xu hướng mà trước đó chúng ta bắt buy ở cái nhịp cuối ha. Ở cái nhịp cuối này thì mình cũng có thông báo cho anh em ở trong nhóm rồi. Đó. Những cái kế hoạch của chúng ta thì nó cũng khá là đơn giản. Cho nên là đôi khi anh em hay hỏi mình ấy là tại sao mà nhóm của chúng ta nó khá là ít lệnh. Tại vì theo cái thống kê ở trên MWL5 của mình ấy, thì một tuần thì mình thường là chỉ vào có khoảng 21 lệnh thôi. Thì nó cũng không phải là một cái mức lệnh quá là nhiều đối với một trader hàng ngày ha. Đó. Thì cái key xu hướng ở ngay 1.26110 này. Đó. Đây nó là cái vùng mà chúng ta bắt buy trước đó, đúng không? Thì ngay đây thì mình lại lấy được thêm tầm khoảng là 4 R nữa. Đó. Ăn lên cái supply ở trên này. Rồi khi mà supply ở trên này nó được bảo vệ, đúng không? Thì mình sẽ chờ cho giá nó lại thủng qua. Giá nó lại thủng qua cái key xu hướng ở đây, đúng không? Đó thì mình lại chờ giá nó xuất hiện một cái cú trap. Đó, mình lại đánh xuống. Đó. Về cái việc follow chain ấy, thì trước tiên ở trên khung thời gian 4 giờ đi, mọi người cứ đánh trước về cái demand ở bên dưới này, cái demand ở quanh cái khu vực bên dưới này này đó. Hoặc là những anh em nào mà chúng ta kỹ hơn ấy, thì chúng ta đánh xuống cái key xu hướng ở bên dưới này thôi, 1.240 đó, và đợi cho giá nó thủng qua đây đã nha. Rồi thì vì đây là nó là một cái demand chưa được MT, đúng không anh em? Đánh theo SMC đó thì chúng ta cũng nhìn ra được cái khu vực này rồi, nhưng mà sẽ có cái trường hợp ấy là giá nó chỉ đi xuống, nó xử lý những cái mốc thanh khoản ở đây thôi. Giả sử nó có thể quay trở về đây đi, đó, nó phản ứng với cái key ở đây, và sau đó nó xuất hiện một cái cú tráp nó đi lên, đó, nó xuất hiện một cái cú tráp nó đi lên, đó. Thì anh em có thể là theo dõi những cái khu vực này mình đã đánh dấu lại rồi, đó, mình cũng có thông báo cho anh em ở trong nhóm luôn, để mà chúng ta theo dõi cho nó dễ, đó, rồi ok. Và cuối cùng ấy thì là dầu. Dầu thì trước đó là chúng ta vẫn chờ trên 81 và 82, đúng không? Nhưng mà giá nó đã tiếp tục giảm ở quanh cái khu vực 79.5 này. Thì hiện tại mình thấy đây nó là hai cái mốc cao bằng nhau. Và cái hai cái mốc cao này thì nó cũng xuất hiện ở bên dưới của cái discount thôi. Đó. Cho nên là mình sẽ có hai trường hợp để mà theo dõi tiếp theo. Thứ nhất ấy là bây giờ giá nó đã hoàn thành được cái nhịp tích lũy ở đây rồi, nó đã xử lý thanh khoản hai đầu rồi. Đó, nó cũng có xử lý IDM ở đây này. Thì hiện tại nếu như cái đỉnh cái đáy này, cái swing point này nó được xác nhận, thì mình kỳ vọng là dầu nó sẽ có một cái nhịp đi lên tới cái khu vực 81, 82 của chúng ta, để mà chúng ta sell nó sẽ ok hơn. Hoặc là trường hợp số 2 ấy, là nếu như mà giá nó thủng qua luôn. Đó. Giá nó thủng qua luôn, thủng qua cả cái swing này. Đó. Thì mình sẽ sử dụng cái vùng đỉnh mới 78, 79 này để mà mình sell xuống. Thì đối với những cái kèo dài này ấy, thì chúng ta chỉ có thể là chúng ta chờ thôi. Tại vì dầu ấy thì mình đang đánh theo khung thời gian tháng, đúng không? Và cái target xa nhất của mình cũng nói ở trong những cái video trước đó là về quanh khu vực 65, 64 đó. Đối với dầu thì mà chúng ta đánh dài như vậy thì nó cũng rất là bình thường thôi, cũng rất là bình thường. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải theo dõi rất là nhiều để mà biết được là cái sự cung cầu nó thay đổi như thế nào.
Rồi ok. Đó, thì ngoài ra tất cả những cái lệnh mà mình chia sẻ cho mọi người ở trong nhóm cộng đồng ấy, thì thực chất là mình cũng gửi từ cái nhóm lên giao dịch này ra, từ cái nhóm lên giao dịch này ra, như là con NU này và con AZ. Đó. AZ thì hiện tại nó gần tới TP của chúng ta rồi, thì nó cũng đi được tầm là 2 giờ rưỡi rồi ha, 2 giờ rưỡi rồi. Ok. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung mình chuẩn bị cho video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.